Để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi xả lũ hồ Sơn La và hồ Hòa Bình, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn về việc đảm bảo an toàn hạ du. Theo đó, công ty Thủy điện Sơn La mở cửa xả đáy thứ nhất hồ Sơn La vào hồi 14 giờ ngày 11 tháng 6. Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ nhất ở hồ Hòa Bình vào hồi 7 giờ ngày 12 tháng 6. Sau đó mở tiếp cửa xả đáy thứ hai hồ Hòa Bình vào hồi 13 giờ ngày 12 tháng 6. Mực nước sông Hồng, sông Luộc sẽ lên cao. Để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi hồ Thủy điện Sơn La, Thủy điện Hòa Bình xả lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, rà soát đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động, nhất là phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, các công trình đang thi công, các hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác cát sỏi, biết thông tin Thủy điện Sơn La, Thủy điện Hòa Bình xả lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.